Hệ thống Honda VinCast xin kính chào quý khách. Honda VinCast, hệ thống cửa hàng bonnet do Honda Việt Nam chính thức ủy nhiệm tại Bắc Ninh. Với 25 năm kinh nghiệm kinh doanh xe máy tại thị trường Bắc Ninh nói riêng và miền Bắc nói chung, hệ thống Honda VinCast tự hào là một doanh nghiệp đi đầu phát triển bền vững trên địa bàn Bắc Ninh với 3 cửa hàng. Honda VinCast 1, địa chỉ ngã 4 Cột Đồng Hồ, số 39 Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Honda VinCast 2, ngã 4 thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh. Honda Wing VinCast, trung tâm thương mại VCT, Lê Thái Tổ, Võ Cường, thành phố Bắc Ninh với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn bonnet của Honda Việt Nam, bao gồm bán hàng, dịch vụ, phụ tùng và lái xe an toàn. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản từ Honda Việt Nam với phương châm kinh doanh sự hài lòng của khách hàng là tương lai của chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực làm tốt hơn mỗi ngày để mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và thỏa mãn khách hàng cao nhất. Honda VinCast chuyên phân phối các dòng xe máy Honda như SH300, SH150, SH1, Lead Vision, Way Alpha, Way Blade, Way RSX, Future, Super Coupe 150, Monkey, PCX 125, PCX 150, CB 150R, Rebel 300. Đặc biệt, xe Winner X vừa mới ra mắt phiên bản hoàn toàn mới trên toàn cầu. Đến với hệ thống Honda VinCast, quý khách hàng được trải nghiệm mọi loại xe của Honda, đủ màu, đủ loại, chất lượng an toàn, tiết kiệm nhiên liệu, thủ tục nhanh gọn khi mua xe trả thẳng, trả góp, chế độ bảo hành đầy đủ, hậu mãi chu đáo, chăm sóc khách hàng tận nơi. Hiện Honda VinCast đang triển khai các chương trình khuyến mại đi Honda chất, diện Casio là nhất từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9 năm 2019. Khách hàng mua xe Honda Vision Airblade được tặng ngay một chiếc đồng hồ Casio chính hãng trị giá tới 3 triệu đồng. Đặc biệt, chương trình lãi suất 0% khi mua Winner X từ ngày 16 tháng 7 tới ngày 30 tháng 9 năm 2019. Khách hàng mua xe Winner X sẽ được hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%, chỉ cần trả trước từ 13% tổng giá trị xe và được tặng ngay 1 triệu đồng tiền mặt, cam kết thủ tục đơn giản, nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, Honda VinCast đang triển khai gói quà tặng phụ kiện áp dụng riêng cho xe ga, xe số, tặng ngay tiền mặt lên đến 2 triệu đồng tùy loại xe, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác như áo mưa, móc khóa, thẻ thay dầu miễn phí, thẻ khách hàng thân thiết. Mua xe thả ga không lo về giá, hãy đến với Honda VinCast để trải nghiệm, chạy thử và nhận những ưu đãi đặc biệt khi mua xe và làm dịch vụ. Gọi ngay hotline 0963 275 666 hoặc truy cập website vincast.com.vn, Facebook Honda VinCast để biết thêm thông tin chi tiết. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.